听见冬天跟离开，我在某年某月醒过来，我想我等我期待，未来却不能因此安排，阴天傍晚车窗外，未来有一个人在等待，向左向右向前看，爱要快几个弯再来。又来了，来到lớp rồi。Hôm nay mình có đồ mới này mọi người. Hôm nay dẫn mọi người đi tham gia một lớp học mới của mình nhá. Mình chưa quay lên lần nào cả. Đấy là màu đơn hoàng. Quần áo nhìn nhầm sặc sỡ không? Màu đỏ nha. Mình rất là may mắn khi mà mình có được những cái tiết học một một như thế này với giáo viên Trung Quốc ấy. Thật ra ấy, là các bạn Trung Quốc cũng hỏi mình là tại sao lại mình lại có cái đặc quyền như thế. Bởi vì là học một một với giáo viên ấy thì không phải ai cũng có. Mà bình thường là mọi người học chung một lớp với nhau ấy là đông, mười mấy người, 20 người một lớp cơ. Còn mình là du học sinh nên là sẽ có những môn thì mình sẽ được học riêng với giáo viên Trung Quốc. Còn các bạn Trung Quốc thì không có đâu. Thật ra là áp lực sẽ nhân đôi bởi vì là toàn bộ thời gian của giáo viên sẽ tập trung hết toàn bộ cho mình ấy, sẽ nhìn mình và chỉnh cho mình, cũng sẽ mệt hơn rất là nhiều so với việc là cả lớp cùng nhau tham gia. Nhưng mà đây là một đặc quyền đó nha, nên phải biết tận dụng và cố gắng. Tôi đến căng tin để ăn cơm nhưng mà đến sớm quá và vẫn chưa có cơm để ăn, nên là vẫn phải ngồi đợi. Kiểu hôm nay tan học xong rồi trưa nên mình không ăn ấy, nên buồn ngủ quá thì mình đi học ngủ luôn. Và bây giờ mình đói vãi.
Cuối tháng này thì bọn mình sẽ có một cuộc thi toàn quốc của Trung Quốc về ngành vũ đạo. Thực ra là nó là dành cho người Trung Quốc ấy, nhưng mà bởi vì mình là lưu học sinh, thế nên là dưới sự bảo lãnh của trường thì mình vẫn được đi thi cùng với các bạn, nên là mình cũng rất là háo hức vì đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia một cuộc thi kiểu rất là lớn luôn của ngành vũ đạo ở Trung Quốc ấy, nên là cũng hào hứng vô cùng nhưng mà cũng hơi lo. Hôm nay là bọn mình sẽ đi duyệt trong cái chương trình thi vào ngày mai, là chiều mai. Xong lúc nãy mình có người ta đăng ký thì phải ghi cái chứng minh thư của người Trung Quốc đúng không? Thì mình không có thì tao gọi nói với người ta là bây giờ người nước ngoài thì làm thế nào? Tại vì là mình điền cái hộ chiếu của mình thì không được ấy, kiểu rắc rối vãi lần nào đi hay là đi đâu hay là hoạt động gì một nhóm của người Trung Quốc thì mình đều bị rắc rối như thế bởi vì mình không có chứng minh thư của người ta. Xong rồi phải điền thêm mấy cái số 0 đằng sau cho nó đủ 18 số 0 nữa, bởi vì là chứng minh thư của người Trung Quốc thì là 18 số 0. Đấy, xong kiểu người ta hỏi người ta kiểu mắt chữ O mồm chữ O ấy, vì là có người nước ngoài ở đây ấy. Lạ không? Anh đang cơ với mọi người nha. Hai cái nồi, một cái nồi canh, một cái nồi cơm. Tiện, nhanh. Tạm bỡ thế thôi, sinh viên. Tóc tài số vãi. Quá mệt rồi, bây giờ về nghỉ, sau đó ngày mai mình sẽ chiến đấu vào lúc 7 giờ sáng.
Chúng tôi chuẩn bị lên sàn rồi, nhìn đằng sau này.完了！完了！完了！开心了！不太开心。Mỗi một lần đi thi hay là mỗi một lần đi học ấy thì thực sự là rất là mệt và cái công sức bỏ ra rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng đấy là một trong những cái trải nghiệm và một cái thứ mà mình có thể tích lũy được cho bản thân mình sau này và nó cực kỳ đáng giá. Thế nên là mình luôn trân trọng mọi kỷ niệm trong cái chuyến du học của mình trong năm nay. Và mình nghĩ là mình sẽ một lần nữa quay trở lại cuộc thi này vào năm tới, nhưng sẽ là đi một mình. Mọi người chờ nhé. Mình đang rất mệt và mình đói. Sau đó kiểu là cái mắt của mình đã làm qua, mình đã làm qua cái kiểu phẫu thuật cận thị ấy. Thế nên là mắt của mình bây giờ nó rất là mẫn cảm đấy. Thế là bây giờ cứ ra ngoài nắng, mắt của mình nó sẽ không mở được nếu như mà mình chụp ảnh ngoài nắng. Nhìn chung này lại lơ, trầu lơ. Đó, đây là một vài cập nhật của mình cho mọi người biết về cuộc sống của mình trong những ngày hỗn độn vừa qua. Chỉ là một góc rất là nhỏ trong những ngày mà mình đau đầu, điên đầu lên vì học hành, vì bài vở. Nên là mình sẽ update thêm cho mọi người vào trong những tuần tới nhé. Và mình hứa là mình sẽ lên clip đều đều hơn, vì bây giờ mình cũng đã đỡ bận hơn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình, cho dù là mình có hơi chậm trễ một chút, bằng việc like, subscribe và để lại comment cho mình biết nhé. Thank you mọi người và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.